Má ơi, số thuốc hôm trước con gửi, má uống hết chưa? Uống được một nửa, còn bao nhiêu không biết, bỏ chỗ nào mà má tìm hoài không thấy. Ý trời, má uống thuốc như vậy chỉ thêm bệnh. Từ nay mỗi lần uống thuốc con đem về cho má nha. Nếu vậy phiền phức cho con quá. Con về đây cho má hay, con vừa hoàn thành một cuộc phỏng vấn ngoạn mục. Chuyện gì mà phỏng vấn? Nhưng con phỏng vấn người ta hay ai tra hỏi gì con? Dạ, con là người được phép hỏi trong buổi phát thanh trực tiếp trên đài. Phụ trách chương trình là cô gái đang xuân, không ai xa lạ chính là em Liễu nhà mình. Trời đất, con với nó đang có chuyện lột đột với nhau, con hỏi trên ấy làm gì? Công bay xảy ra chuyện bất thường, nhất định thế nào nó cũng đổ lỗi cho con. Con vô tư thì có gì đâu phải sợ. Nhưng mà con dò hỏi nó chuyện gì? Xung quanh chuyện tình cảm gia đình, thế nào là câu đạo hiếu làm con? Vậy nó có biết đầu dây người phỏng vấn không ai khác xa chính là chồng mình? Được một lúc sau cô ấy mới hiểu ra, mở chương trình quảng cáo rồi hẹn trả lời sau. Má tin chắc nó không để im chuyện, dễ dàng bỏ qua cơn sự vừa rồi. Đang lúc phát thanh nó đành phải dịu dàng, đến khi về nhà nhất định cố chuyện không hay. Con chỉ làm theo cảm nghĩ của một thính giả, không nhịn thì làm gì được con chứ? Tôi biết anh dựa vào quyền hạn được phép của một thính giả mà kiếm chuyện gây rắc rối cho tôi. Trong lúc tôi đang làm việc, anh lồng chuyện cá nhân vào chương trình của tôi. Nếu tôi không bình tâm tìm ra phương cách lánh nạn, chắc là giữa buổi phát thanh đành ngọng nghịu cho qua. Thiệt tức cười, vì lời nói của cô phát thanh viên, phụ trách chương trình hẳn là cô đủ khả năng. Câu hỏi của tôi thật là đơn sơ mộc mạc, một thính giả bình này dân cô không trả lời được sao? Anh cố nhiều lời miệng lười trả treo, khó khăn cho tôi mà anh gọi là đơn sơ. Theo anh hỏi làm sao mới gọi là dễ nghe? Có vậy cô rối tung, không sao trả lời cho được. Thử hỏi làm sao cô hoàn thành nhiệm vụ được giao? Anh khỏi băn khoăn, việc làm của tôi hiểu tường tận. Má xin hai con hãy cho qua tất cả mọi chuyện, nhường nhịn với nhau cho trên dưới được yên. Đó, anh giảo lỗ tai lên mà nghe, lời nói rất hay của một người lãng trí. Sự quyết tâm dứt tình đoạn tuyệt của tôi đã đẩy anh vào cơn quẫn bách. Anh như người chết đuối giữa dòng sông, nên tất cả mọi thứ chung quanh đều trở thành cái phao cứu mạng. Và má tôi chính là cái phao tuyệt vời ấy. Vở kịch điên khùng cũng nên kết thúc từ đây. Cô nói bậy, cô đã sai lầm. Nếu không tin lời tôi thì cô có thể hỏi má. Ủa, má đâu rồi? Má ơi, má. May quá, đi tìm em muốn hụt hơi. Mình vô nhà nói chuyện cho ngã ngủ đi em. Anh không thấy tôi định đi làm sao? Giữa tôi với anh đâu có gì phân giải.
Điều cần nói nằm hết trong tờ giấy giao anh rồi. Liệu anh khuyên em nên bình tâm suy nghĩ lại, vợ chồng là chuyện hệ trọng trăm năm, đâu phải một ngày một bữa mà dễ dàng ly dị. Trả lại cho em nè, anh không chịu ký tên đâu. Xét thấy giữa hai chúng ta có nhiều điểm bất đồng, với nhau có bề dung hòa hàng dân, sống chung với nhau một ngày là sẽ mất thêm một ngày uổng phí. Anh Bằng, một khi không còn hòa hợp với nhau, nếu kéo làm gì chỉ thêm vô ích, nên trả tự do cho hai người, mạnh ai tìm cho mình lối thoát. Chúng mình cứ căng đăng với nhau, lối xóm chung quanh nghe được sẽ chế cười. Lúc yêu nhau dùng lời lẽ ngọt ngào, khi chia tay cùng êm đẹp đôi bên, có đồng ý như vậy không hả anh? Chuyện ly hôn không phải bình thường, em đừng vội vàng sẽ ân hận về sau. Quyết định của em có thể sai lầm, nhưng đối với em, khi biết mình sai thì mạnh dạn sửa, không có gì phải ân hận hết. Em đơn giản quá. Nếu khi chia tay rồi em gặp người chồng khác cũng có những điểm tương tự giống anh, em cũng sẽ ly hôn chứ gì. Cứ như vậy cuộc đời em sẽ kéo dài dằng dặc chuỗi ngày tháng ly hôn. Có sao đâu, mỗi lần xảy ra sự cố tình cảm là thêm một nấc thang nâng lên giá trị bản thân mình. Người này ra đi, người kia vội đến, đó không phải là niềm tự hào cho đời con gái nhan sắc hay sao? Em kiêu ngạo quá đáng, thiệt tình anh hết ý kiến luôn. Nhưng ông bà ta nói rằng gieo giống gì thì gặt trái nấy, nhân cách con người cũng vậy. Nếu em cứ mãi tạo ra sự trắc trở ly tan ngay trên chính cuộc đời em, chắc chắn cuối cùng em sẽ gặt hái được kết quả tương tự, và nó sẽ biến thành số phận nghiệt ngã thê lương. Hậu quả ra sao cũng được, dù anh không ký vào tờ giấy ly hôn cũng không làm tôi đổi ý. Lại nhảy làm gì chỉ hoài công vô ích, việc tôi định làm đã rõ, nguyên nhân đâu phải trẻ con đêm cợt đùa. Tốt hơn hết đó là anh hãy quay về, tôi bận vào cho kịp thay cha. Nếu em quyết tâm dứt tình đoạn tuyệt, thật lòng anh không biết nói làm sao hơn. Chuyện chúng ta thôi gác lại sau này, chờ xem ý kiến người trên. Đến với nhau do tự nguyện hai người, thì đừng phiền lụy đến ai. Nhưng còn má, em không thể tự mình quyết định một chuyện quan trọng như vậy mà không hỏi qua ý kiến của má em. Anh thừa biết má tôi không bao giờ đồng ý, nên anh dùng kế quản binh đưa tôi vào thế kẹt, mượn thời gian hàn gắn yêu thương chứ gì. Đừng có nhọc công vô ích. Làm vợ, tôi cần sự cảm thông bằng những lời lẽ thiết tha, êm ái, dịu dàng, hơn là những lời quấn thị của kẻ luôn coi mình là người trên. Anh hiểu tôi rồi chứ? Như vậy thì hơn ai hết. Trước tiên em phải hiểu được chồng mình. Anh biểu tôi phải hiểu là hiểu làm sao? Hiểu theo nghĩa dành phần đúng về mình. Tôi chỉ thấy anh là người tham lam cực độ, đòi hỏi người ta luôn tận tụy phụng thờ. Xin thưa với anh, con nhỏ này chưa bao giờ biết lụy vì tình, anh đừng học thói cầu cao. Trời ơi, quan cho tôi, ai nào nghĩ như vậy. Em suy nghĩ lung tung, nói năng lộn tùng phèo. Anh không dám hy sinh điều nhỏ nhoi nhất trong nhà, nên khoảng cách tâm hồn ngày càng díu dới cách xa. Em đừng cố chấp như vậy. Trong khi anh không vì cá nhân anh mà làm phật lòng em, anh muốn em phải cư xử khác hơn với má. Đó là mẹ ruột của em. Chẳng lẽ vì anh muốn em phải quan tâm má hơn, hiếu thảo với má hơn, mà em cho rằng chúng ta không thể sống chung vì không đồng quan điểm? Nhỏ hơn anh 10 tuổi, nhưng em không phải là đứa con nít để anh phải dạy em thế nào là hiếu thảo.
Hơn nữa, đó không phải là nguyên nhân duy nhất để em quyết định ly hôn với anh. Thôi được, nhưng vợ chồng em Vũ sắp về nước thăm má. Hơn lúc nào hết, má rất cần không khí vui vẻ đoàn tụ gia đình. Anh muốn chúng mình nên gác lại chuyện này để cho má được niềm vui trọn vẹn, được không? Anh khỏi lo, tôi không phải là người vô tình như anh nghĩ đâu. Liễu, khoan đã, trả lại tờ giấy ly dị nè. Liễu, Liễu. Con định qua bên đó, nhưng chưa kịp đi thì má đã qua đây rồi. Sẵn tiện con gửi luôn cho má cái này, con đố má biết cái gì ở trong đó đó. Với con thì chỉ có mấy hộp thuốc chứ gì. Không phải thuốc, mà là quà con tặng cho má. Sao nay lại có cái vụ quà cáp? Mẹ con ở trong nhà có xa lạ gì đâu, bài đặt chi cho tốn tiền. Tốn kém bao nhiêu đâu má, chỉ là chiếc áo đơn sơ. Trên đường đi ngang còn ghé vô cửa hàng, chọn được chiếc áo này đấy, vì trời cũng sắp vào đông. Tuy món quà đơn sơ nhưng hàm chứa trọn cả tấm lòng của con đối với mẹ hiền, bằng sự quý trọng yêu thương. Lời thành tâm từ đáy lòng con, má hãy đón nhận cho con vui mừng, vì cũng đã lâu rồi con quá đỗi vô tâm. Bấy lâu nay má sống không an, tâm trạng thay đổi bất thường, chắc hẳn đã nhiều lần gây ra buồn phiền cho con. Nếu chuyện ấy có xảy ra, con hãy cảm thông bỏ qua mọi ưu phiền, có những gì không chú ý làm nhưng vẫn xảy ra đáng tiếc. Má yên tâm đừng nên lo ngay, đừng sợ phiền lụy đến con. Nếu có lỗi lầm gây ra, chính là bởi tại nơi con. Nếu con đã nói vậy thì thôi, má nhận món quà này để chứng minh rằng con không có lỗi, và má cũng không buồn phiền vì con. Con biết má có chuyện lo nghĩ, nên thời gian gần đây sức khỏe suy giảm rất nhiều. Nghĩ ngợi thái quá là chứng bệnh không tốt cho người có tuổi. Thuốc này má về uống đúng như lời con dặn trong toa, hay má biểu vợ con nhắc chừng kẻo quên mất đó. Bằng à, sao hôm nay con cẩn thận dặn dò má kỹ vậy? Dạ, tại vì con thấy má nên giao lại cửa hàng cho cậu Tâm, rồi lo chữa bệnh để lâu ngày không nên. Sức khỏe bản thân vốn quý nhất trên đời, không ai sẽ chia và canh gác thay mình. Má có gì đâu mà con lo ngại, sinh hoạt bình thường có khác lạ gì đâu. Bệnh ở trong tâm làm sao má thấy được, con nghe lòng mình lo sợ không an. Sự thật con đây không dám nói ra, vì sợ má buồn con không chịu nổi. Nhìn má mà lòng con chạnh xót xa, nên lo tìm phương chữa chài. Má mạnh lành thì con mới yên già. Má có bệnh thì con đừng ngại, cứ
thật lòng nói lại cho hay, sống chết lẽ thường có gì phải lo âu. Không, xin ma đừng hiểu lầm, bệnh của ma không cướp đi mạng người. Nếu vậy thì có gì mà con phải lo hả con? Dù không cướp đi sinh mạng, nhưng cũng không phải dạng tầm thường, nên má cần nhiều thời gian ngơi nghỉ. Làm việc quen rồi, thời giờ trống trải chỉ làm cho má thêm bực bội. Nếu có bệnh thì bệnh càng nặng hơn. Thời gian gần đây ngoài cửa hàng, Tâm có nói gì với má không? Và má có ý thức được lời nói, việc làm của má đối với nó không? Có. Nó có nói biển động tàu thuyền không có ra khơi được, không có cá tôm nên cửa hàng vắng khách. Rồi những chuyện khác có khi nào má quên không? Nè, sao bữa nay con cứ hỏi hoài vậy? Thôi, dẹp mau đi, về nhà ăn cơm, rồi chiều ra bán tiếp con à. Má, ở đây là phòng khám bệnh, chứ đâu phải... Ủa? Ha. Vậy mà má tưởng con là thằng Tâm. Má, má bị bệnh lãng trí rồi. Lãng trí? Hai con về chơi, định chừng nào qua bến? Có công chuyện mới về, sẵn tiện ghé thăm má. Tụi con đâu có ở lâu được, bao nhiêu công việc đang chờ. Chơi một ngày, mất bao nhiêu tiền bạc. Anh Vũ, sao anh lại nói vô ý vậy? Má à, tụi con về thăm má, thăm quê hương. Sắp đến ngày giỗ của ba rồi, tụi con nán lại, chừng cúng quải xong á tụi con mới đi. Em giỏi quá ha. Công việc của anh làm sao em biết? Đã nói là không ở lâu được mà. Lâu ngày mới có dịp về thăm má, em mừng chưa hết. Vả lại cũng chưa được đi đâu. Anh coi đó, mang tiếng về thăm xứ sở mà không có biết gì về cảnh sắc quê hương thay đổi thế nào hết à. Ở bển thì tối ngày chui rút ở trong nhà, vậy bên này cũng không có gì khác biệt. Thiệt là mắc cỡ. Em lạ thiệt á nha. Đã nói là anh rất bận, mình em ở luôn bên này nha. Em đã lớn khôn, đâu phải là trẻ con, còn đòi vui chơi sung sướng nổi gì. Cố ý làm ngơ hay vô tình không hiểu, không có nhiều tiền làm gì có niềm vui. Đừng vì má mà hai đứa mất lòng nhau. Hàng xóm láng giềng nghe được không hay, Ngân là con dâu nhưng rất đổi quan tâm, đối đãi với má có nghĩa có tình, nhưng nên hòa thuận với chồng cho trong ấm ngoài êm. Đó, em có nghe má nói chưa? Vũ à, tánh còn nóng nảy đến bây giờ vẫn không bỏ, nên kềm chế mà nhường nhịn lẫn nhau. Còn lục đục á, nghĩa là còn hạnh phúc. Như má đây nè, nhiều lúc muốn được nghe một tiếng trách mắng, một lời nặng nhẹ, thậm chí một bạt tai, để cảm nhận sự nóng giận trong tình chồng nghĩa vợ, cũng đâu làm sao mà có được. Thôi, nghe lời chồng, lo thu xếp về bên ấy đi con à. Mong má hiểu và thông cảm hoàn cảnh của con. Con rất thương má, nhưng không thể ở lại lâu hơn. Sang bên ấy, con sẽ cố gắng gửi nhiều tiền về cho má nha má. Má còn buôn bán, tự nuôi sống mình được. Con thấy việc gì tiện lợi á thì cứ tự ý làm,
Má chưa từng đi đó đi đây. Suốt ngày đầu tắt mặt tối bên quầy hàng với mớ cá tôm, thì làm sao mà hiểu được hoàn cảnh của con bên ấy. Các con đã về đây, gặp mặt con má mừng vui không kể xiết. Ngần mấy năm trời mẹ con xa cách, nỗi vui mừng ngày hội ngộ cố giữ vẹn nguyên. Đừng vì chuyện không đâu phải bận kề chăm sóc lúc ma ốm đau. Đừng quá bận tâm một tiếng nghĩa nhân đủ làm má già. Nào ai mong tiền bạc chất đầy, ngàn vật vô tri sao bằng tất giả chân thành. Kể từ bây giờ má đừng tần tảo sớm hôm, con sẽ lo tròn chu cấp dài lâu. Từng tháng gửi về cho má được yên vui. Má cảm ơn con, má không nhận đâu. Đừng lo lắng thêm phiền, vì đôi tay chưa rung rầy. Hãy lo cho mình đừng để thua kém người ta. Thôi má đừng có từ chối nữa. Ngân à, anh bận lo công việc bên ngoài nên dễ quên. Em nhớ mỗi tháng gửi về cho má một lần nha, đừng có quên sơ sót đó nha. Nhưng anh có hỏi ý tụi nhỏ chưa? Hỏi ai? Anh nào? Má, má nói gì vậy má? Làm gì có tụi nhỏ nào? Con đây là Vũ mà má. Má à? Hả? Ờ, Vũ. Trời ơi, sao tôi lại lẩm cẩm như vậy? Má, má ơi, má làm sao vậy? Cầu gì bên ấy theo kế hoạch đã định nè? Chưa biết nữa anh à.
Đợi xem sức khỏe của má diễn biến ra sao cái đã. Đi vội vã trong lúc này khó coi quá. Nghe Ngân nói cậu sắp làm việc ở một công ty mới, phải không? Dạ, hồ sơ em đã hoàn thành ở một công ty điện tử, sản xuất kinh doanh máy móc thịnh hành, lắp ráp bằng dây chuyền hiện đại tối tân, sản phẩm tung ra là chim lĩnh thị trường. Đâu phải ai xin vô là người ta cũng dễ dàng chấp nhận. Tầm cỡ quốc gia đâu phải hạng tầm thường. Ngày giờ phỏng vấn đã hoạch định rồi, nếu lỡ dịp này thật tiếc biết bao nhiêu. Chuyện áo cơm rất là quan trọng, nhưng tình cảm mẹ con cũng không thể xem thường. Nếu không may xảy ra chuyện chẳng lành, có cậu bên cạnh dù sao vẫn tốt hơn tôi. Vì vậy cho nên em bận tâm lo nghĩ, chưa biết phải tính toán như thế nào. Được chuyện gia đình thì lỡ việc ở bên kia. Trời ơi, tại sao má lại bệnh trong lúc này chứ? Hay là cậu đưa má đi du lịch, kết hợp với vui chơi trị mau khỏi bệnh tình. Bên kia cậu có đủ điều kiện phục hồi, trí nhớ của người ắt có kết quả nhanh hơn. Em không thể làm theo lời anh được, em đâu có ở nhà mà săn sóc mẹ. Bị giam cầm trong bức tường lạnh lẽo, bệnh tình thêm trầm trọng vì vắng vẻ cô đơn. À, em đã nhớ ra còn một cách sau cùng. Bỏ một số tiền thuê mướn người trông coi, lo chuyện áo cơm chăm sóc cho người, được tiên với đời mình hiếu thảo với mẹ cha. Theo anh, đó không phải là cách tốt. Tiền mất mà kết quả không như mong muốn. Sự quan tâm của cậu thông qua kẻ khác, cậu thuê mướn lòng hiếu thảo của người khác thay cậu, chỉ vì cậu có tiền. Điều đó sẽ tác dụng ngược lại, nên cẩn trọng cậu à. Anh nói vậy là sao? Không lẽ lòng nhiệt thành của em lại trở nên vô ích? Kể cả khi em chịu mất tiền, chỉ mong muốn cho má vui. Cậu đừng nói gì vì dính líu đến tiền bạc, có được không? Ở trên đời này không phải có tiền là có tất cả đâu Vũ à. Nhất là tình cảm của con người, mà đến hết là tình thắm mẫu tử. Đó là thứ tình mà không ai đem bán, và cũng không ai mua được bao. Người ta thường vì lòng mẹ bao la vô bên vô bờ, thì chữ hiếu cũng không cùng không tận. Đừng đem bạc tiền thay cho bổn phận làm con. Nếu vì hoàn cảnh mà cậu phải đi xa, không được kề cận mẹ hiền khi đau yêu, lẽ ra cậu phải thấy rằng mình thua thiệt. Vì một phút không may cậu hối tiếc trọn đời. Em thì thực tế lắm anh Bằng à. Em không quên bổn phận làm con, nhưng không phải ở gần bên cha mẹ mới có thể làm tròn chữ hiếu. Em không nghĩ vào đồng tiền đâu, nhưng nếu ở cạnh bên mà không có tiền, để cha mẹ đói khổ bệnh tật, lòng hiếu thảo đó có ích gì chứ? Suy nghĩ đó không sai, nhưng đừng dựa vào đó để biện minh cho hành động vô trách nhiệm. Nếu đã vậy thì cậu có ở gần bên má cũng bằng thừa, có ích lợi gì đâu. Ở miệt mù xá thẳm phía trời ấu, làm sao cậu biết được những vui buồn của má. Những vết hằn sâu từng ngày hiện rõ, những sợi tóc xanh từng năm tháng phai màu. Người mẹ nào cũng quen chịu hy sinh,
nên nỗi buồn của má đã rơi vào im lặng. Càng thương má thì anh càng thêm giận cho sự vô tình của hai đứa con yêu. Anh Bằng, bộ em với chị Liễu bất hiếu lắm sao mà anh nói vậy chứ hả? Anh xin lỗi, vì lo cho má nên anh quá lời. Dù sao anh cũng là con rể, nên việc trao đổi với chị em cậu về vấn đề này có nhiều giới hạn. Cảm xúc dừng lại ở một phạm vi cho phép, nếu không tính có thể sẽ khác hơn. Có lẽ chị Liễu nói về anh hoàn toàn đúng. Anh lo cho má tốt hơn chị ấy và em. Cậu và vợ tôi là chị em ruột, suy nghĩ giống nhau là chuyện dễ thôi. Lâu ngày trở về, tôi không muốn có chuyện không vui xảy ra với cậu mợ. Nhưng không nói ra hết suy nghĩ của mình, tôi cảm thấy rai rứt trong lương tâm. Bằng như nói ra tâm sự lòng mình, có lẽ tôi phải chấp nhận ly hôn. Em xa quê đã lâu nên việc xảy ra ở trong gia đình em mù mờ, đâu có biết gì đâu. Trách cho mà sao người lại quá vô tâm. Anh Bằng à, đó là chuyện của người khác, còn riêng em đã dốc hết khả năng rồi, anh còn đòi hỏi những gì ở em nữa chứ? Đến giờ này anh phải sang phòng khám rồi, chuyện của má còn phải bàn nhiều hơn. Khi nào con cậu lớn bằng cậu, cậu cũng tầm tuổi má bây giờ, bất chợt có điều gì đó buồn phiền vì con, cậu sẽ biết ngay hiện giờ anh đòi hỏi gì ở cậu. Anh Bằng, anh Bằng. Mấy hôm nay không biết buồn chuyện gì mà thằng Bằng nó ở luôn bên phòng khám. Sao các con không gọi nó về cùng chung vui vậy? Dạ thưa má, hồi chiều hôm qua con có gọi điện thoại, có lẽ chút xíu nữa anh sẽ về tới thôi má. Vậy là tốt. Tuy là con rể nhưng nó được lắm, đối nhân xử thế không có chê ở chỗ nào hết. Tốt hay xấu cũng đều do má mà ra. Hồi mới quen nhau má nói là con trai gì mà ít nói cục mịch, vậy sao bây giờ má khen tặng hết lời. Nhận xét con người khó lắm các con à. Có thể trước đây má đã sai lầm, nhưng lâu ngày vài tháng mới thấy rằng nó là thằng rể khó mong tìm gặp đó. Con thấy có gì khó hiểu quá à, nên hai người mãi binh vực lẫn nhau. Rể chứ đâu phải con ruột trong nhà, tốt đẹp ra sao cũng là người ngoài. Chị em con đâu phải là con ruột, nên má đặt ra ngoài vòng ảnh hưởng tình thương. Theo em thì má không hề nghĩ vậy, chị không nên tỏ ra khó chịu. Dung đất thâm tình là trách nhiệm chúng ta. Nè em có im ngay cái miệng, biết chuyện gì gia đình mà ra vẻ người thân. Chị gái của anh đâu phải người ngu dại, lặng tiếng im hơi mà giữ tròn bổn phận. Xía vô làm gì trong lúc gia đình đang rối ren? Để cô ấy bộc bạch hết ý nghĩ của mình, biết đâu tôi khù khờ có dịp học khôn.
em thành thật chịu lỗi với hai người vì đã hớ lời tuồng ý nghĩ ngông nghênh. Thôi, thôi, má xin với các con mà, chuyện vừa rồi là do má gây nên hết đó. Dạ thưa má, con xin phép má con ra nhà sau một chút. Tự ái hả? Đi luôn á, bển luôn đi cũng được nữa. Thiệt là mất lịch sự mà. Thôi mà, con Ngân là vợ, là em dâu, cũng như ruột thịt trong nhà rồi. Nó lên tiếng là có trách nhiệm chung trong gia đình, vì quan tâm đến má. Không lẽ các con khó chịu hay sao? Từ nhỏ má đã dạy các con là không nên có ý nghĩ hẹp hòi, nhất là ở trong nhà và bà con họ hàng thân tộc. Khôn lớn rồi, các con sao lãng điều quan trọng đó hay sao? Con ra đường ai cũng hết lời khen ngợi, về đến nhà chỉ có má và anh Bằng chê trách mà thôi. Má có chê trách gì con ở đâu, má chỉ góp ý thẳng thắn thiệt tình. Biết đâu những lời khen tặng ở ngoài đường chỉ là giả dối. Có thể điều đó con chưa biết rõ, nhưng có một việc con chắc chắn là nguyên nhân làm cho má không ưa gì con, nếu không muốn nói là ghét bỏ. Có chuyện đó thật sao chị Liễu? Rồi em sẽ biết. Liễu, má không hiểu con muốn ám chỉ chuyện gì, nhưng dù bất cứ lý do nào, má cũng không hẹp hòi, ích kỷ, sinh lòng đố kỵ như con vừa nghĩ đâu Liễu à. Con đừng vì sự rạn nứt riêng tư giữa con và thằng Bằng, cũng như đừng vì lòng kiêu hãnh của người con gái có chút vị trí trong xã hội, hoặc bất cứ một lý do nào khác mà quên rằng trước mặt con là ai? Người dưng hay ruột thịt? Người mẹ một nắng hai sương tạo tầng nắng mưa, chấp nhận đau thương hy sinh vì con thơ dại. Ngần ấy năm mới khôn lớn như ngày hôm nay, má không muốn nhìn thấy cảnh đau lòng vì con gái thân yêu đang dần sai lầm từ trong ý nghĩ sâu xa. Lâu nay không nói ra chỉ vì tê nhị không muốn sĩ diện của con sớm bị tổn thương. Má nói như vậy có nghĩa con là đứa con gái mất nết hư thân. Sao má không nhận xét luôn con là đứa con bất hiếu, người vợ lăng loạn, phản bội mê trai? Con đã làm nhuốc nhơ truyền thống gia đình, bôi bẩn thanh danh lên họ hàng dòng tộc. Không, má nào có ý đó. Nói xấu con gái là tự bôi tro trát trấu lên mặt của mình. Liệu ơi, con nhớ kỹ lại coi, ngày ba con mất đi, con hãy còn trong lứa tuổi ăn chơi. Hai chị em con có biết lo nghĩ gì đâu, trong khi cánh nhà gặp khó khăn, mơ quá thành thân cò lăn lôi. Ngày tháng đơn côi dũng ruồi tìm mồi, gian truân vất vả giữa chợ đời. Khi đôi lòng không dám ăn miếng ngon, để dành nhường lại cho các con. Thời gian qua nhanh như gió thổi qua mình, nay con đã khôn lớn hơn người, thì phần nào cũng nên hiểu được nỗi lòng mẹ sâu xa. Con không phủ nhận việc nuôi nấng dạy dỗ con cái của má, nhưng tình thương đó không biết có dành hết cho các con, hay má lén lút âm thầm đem san sẻ cho người khác. San sẻ cho người khác? Cho ai nếu không phải cho con và thằng Vũ?
Có chuyện gì vậy má? Có gì đâu. Má tôi phàn nàn vì tiệc gia đình mà không có mặt anh. Anh về kịp lúc, chắc không khí căng thẳng sẽ được giải tỏa thôi. Thôi, các con cùng nhau vui vẻ. Má vô nghỉ một chút, không được khỏe cho nên má thấy không vui. Má uống mấy liều thuốc không thấy đỡ sao má? Má biết bệnh của má mà, có uống thuốc gì cũng không thể khỏi. Vết thương ngoài da dễ dàng lành lặn, chứ còn nỗi đau nhức bên trong cứ râm ran gặm nhấm tâm hồn, đâu thể nào trong phút giây tìm lại cảm giác ban đầu. Nhưng má có bệnh hoạn gì đâu mà rên rỉ kêu than, chỗ ké bàng hoàng nhìn sự việc sai lầm, là con hất hồi mẹ già mà cứ tội quán cho con. Thả má mắng chửi con đi bằng những lời lẽ nặng nề, còn hơn đóng kịch giả vờ bài ra vợ tuồng đau ôm, dù che âm mưu đen tối đời chờ thừa vô vẻ măng. Có ích lợi gì đâu rồi dở giọng người trên, xa vắng chỉ có mấy năm mà mỗi việc qua đổi thay, bao nhiêu tâm sự rối bời em buồn biết bao nhiêu. Khúc nỗi em chưa tận tường, làm sao hiểu được ai đúng ai sai, nên phân giải như thế nào cho dễ dễ tình. Đã tạo ra cảnh ưu phiền, ngày mai xa thăm phương trời, con mang theo nỗi sầu lo. Có mặt tôi ở đây coi bộ không được vui. Thôi, để tôi vô cho mấy người tiện bề tâm sự. Hồi nãy con gửi chìa khóa ở đâu, má đưa lại cho con. Đâu mất rồi kìa? À, má nhớ hồi nãy Thiệt bực mình à. Con nhờ có bấy nhiêu mà cũng không xong nữa. Phải rồi, hồn vía của má bây giờ đâu có ở đây, đã gửi ngoài con tàu, đang nằm ở dưới bến kìa. Liễu, Liễu. Em tìm kiếm gì vậy? Không việc gì đến anh. Anh chỉ muốn giúp em thôi. Không có anh ở đây, tôi thấy dễ chịu hơn đó. Đây rồi. Hèn chi. Em làm gì vậy? Căm ghét người trong ảnh và nhỏ mọn đến ném đi như vậy sao? Không ghét, nhưng tôi cũng không thích. Anh không nghĩ nó là nguyên nhân chính gây ra mọi chuyện sao? Làm phai nhạt hình ảnh người cha đáng kính, làm thay đổi tâm tính người mẹ vốn dĩ nhân từ của tôi. Em nhỏ bé thật đáng tội nghiệp. Nếu tôi là con nít thì anh cũng chỉ lớn hơn mỗi một mình tôi thôi. Tại sao mình cứ mãi căng thẳng nhau, thay vì phải dành cho nhau những lời lẽ ngọt ngào êm ái, có tốt hơn không hả em? Em cứ mãi lạnh lùng, sự kiêu căng ngạo mạn đốt cháy tình cảm mẹ con, rồi lan dần sang tình yêu đôi lứa. Anh thử nhìn khung ảnh này,
Hình ảnh mà anh vừa cảm nhận được qua ánh mắt chỉ là một chiều chứ đâu phải toàn diện. Cho nên anh cũng dễ nhầm lẫn trong tình cảm của tôi và anh. Thiếu khách quan và không công bằng thì làm sao khẳng định tôi sai anh đúng? Từ trong trí nghĩ, tôi đã không còn là vợ của anh. Đừng léo đéo theo đuôi rề rà kiếm chuyện, không hợp ý với nhau, anh còn tới đây làm chi? Đừng mượn bất cứ lý do gì mong nối lại tình chồng vợ. Chuyện ấy quá xưa không lặp lại nữa đâu. Anh có còn tự ái tự trọng nữa không? Mà lại chai lì như thoại sắc vô tri. Vừa phải thôi nghe, kéo sau này ăn năn không được, nước đổ càng ly không hút lại được đâu. Anh nói những lời nghe quá đổi êm tai, chắc tưởng tôi còn luyến tiếc chuyện ái ân, nên sẵn lòng làm người ban bố tình thương. Tôi đến đây là để nói cho em nghe một chuyện về bình trạng của má, chứ nào phải nối lại yêu thương. Tâm trí của người hiền lắm, bình lãng quên trầm trọng. Anh định xuất chiêu đánh một đòn ngay vào huyệt đạo, tôi đã không tin nhắc lại làm chi. Tôi không quen lừa dối ai bao giờ, nhất là những chuyện quan trọng như thế này. Tin hay không tùy em. Dù sao anh cũng cảm thấy buồn vì không làm được điều cần thiết, không đủ khả năng thuyết phục em nhìn ra sự thật. Hoàn cảnh ốm đau của má rất cần sự êm ấm của chúng ta. Hạnh phúc vợ chồng mình làm cho má giảm bớt buồn phiền, bệnh tình sẽ có phần thuyên giảm. Nhưng đáng tiếc, anh thật tâm lo cho má hay thật lòng anh sợ mất tôi? Lòng kiêu hãnh của em đáng sợ thật, vẫn ngùn ngục cháy bùng ngọn lửa, không có tác động nào dập tắt. Tôi biết em đẹp, thậm chí rất đẹp, và câu hỏi vừa rồi chính là của nhan sắc ấy. Tôi không quên trả lời cho em biết rằng, sắc đẹp hiện diện trên làn môi, khóe mắt, trên thân thể quyến rũ, không phải vĩnh viễn là của em, mà là của quyền năng vô hình khác. Thời gian gửi nhờ ở đó rồi sẽ lấy đi tất cả. Em sẽ là một bà già lụm cụm nay ốm mai đau, còn tệ hơn má của em bây giờ. Cho nên tôi sợ người mẹ đáng thương mất đi đứa con. Còn vợ tôi đã chết từ lâu rồi. Anh Bằng, anh Bằng. Cậu Vũ ít nói, tính tình cọc cằn nhưng bụng dạ rất tốt. Em đừng vì chuyện nhỏ nhặt hôm trước để trong bụng rồi vợ chồng không được hòa thuận với nhau. Em quen rồi chị à, nếu việc nào cũng cố chấp thì chắc không sống nổi với anh đến bây giờ đâu. Nghĩ được như vậy là tốt. Lâu ngày vợ chồng về chơi, trong nhà xảy ra toàn chuyện không đâu, chị vô cùng ái nái. Cả đều do anh Bằng mà ra cớ sự hả? Chị Liễu à, em nói điều này không phải chị bỏ qua cho. Em thấy anh Bằng không giống như chị nghĩ đâu. Nếu vậy là chị sai. Em không biết và cũng không dám nghĩ về chị như vậy. Nhưng mà nhìn nhận anh Bằng theo cách đó thì thật không công bằng đâu chị à. Ngay ở trong chuyện của má, em luôn hỏi lòng mình có nghiêng về phía anh Bằng hay không, và câu trả lời của em là luôn hành xử theo lương tâm cho phép. Kể từ ngày em về đây, tuy không lâu nhưng em đã hiểu tường tận về má.
như ngọn lửa ngầm âm y trần buồn thiên. Người hay bình yên dòng đời vẫn trôi trầm lặng, thì có lý nào lại thổn thức chuyện xa xăm? Đã không quan tâm thì làm sao biết người mang tâm sự? Gạt bỏ không xong khu giữ không tròn, lặng yên chiều đứng một mình. Rất tiếc chị không có khả năng thi sĩ. Nếu được, chị sẽ làm bài thơ tặng lòng hiếu thảo của nàng dâu đối với mẹ chồng. Má ăn không ngon, ngủ không an một chút mà cũng gọi là nguyên nhân bí ẩn hay sao? Chị Liễu à, nếu tình thương yêu của em đối với má làm cho chị khó chịu thì em đã vô tình tiếp tục phạm phải sai lầm. Em nghĩ chị là người học cao hiểu rộng hơn anh Vũ. Nào ngờ còn tệ hại hơn chồng em nữa chứ gì. Tại sao mỗi lần gặp tôi là các người cứ nói về má? Tôi tàn nhẫn với má hay sao? Ông trời sắp đặt trớ trêu, cô phải là vợ của anh Bằng mới đúng. Thiệt là giống hệt mà. Ở đời có những lúc cứ đồng tình chấp nhận cái sai của người khác, vậy mà được khen tặng là khôn ngoan, bằng như ngược lại thì bị người chê trách. Chị Liễu, chị cố giữ sự đúng đắn của mình mà làm bạn với cô đơn, không ai dám đến gần chị đâu. Chẳng lẽ mọi việc xảy ra đều bắt nguồn từ ngày ấy? Chị Liễu ơi, chị Liễu, Liễu ơi. Ủa, đâu mất tiêu rồi kìa. Có chuyện gì mà kêu réo dữ vậy em? Chị, có tiền không? Kêu em xin chút tiền coi. Chị giỏi xin tiền xài bậy. Nhưng lần này khác à nha, em dùng vào gì có ý nghĩa. Thiệt không đó? Thiệt. Đi đâu về mà mặt mày hớn hở vậy? Em ở chỗ bán của má về. Chị biết không, em đi ngang qua rạp chiếu phim đang ì xèo quảng cáo, chắc là phim hay nên người ta xem đông lắm. Có tựa đề là Lòng Mẹ Bao La, hai chị em mình cùng xem suốt chiều. Tưởng chuyện gì em tỏ vẻ mừng vui, phim ảnh thì có gì lạ đâu. Không đến xem thì của em cũng hiểu được, phim ấy nói gì còn đến đó mà chi. Mặt biển bao la, sông nước muôn trùng, tình mẹ muôn đời chỉ có vậy thôi. Xem chuyện trong phim mà áp dụng ngoài đời, ngắm chuyện bình thường nhưng lại rất hay. Ha, nhờ nói được câu ấy nên mới có tiền mua vé nè. Chị điệu quá ta. Cảm ơn chị nha. Cháu Liễu,
mẹ cháu đi bán về chưa? Chiều má tôi mới về. Ông hỏi có chuyện gì không? Không. Còn cháu Vũ đâu cháu? Vừa ra phố xem phim. Mà ông hỏi chi nhiều vậy? Thấy vắng thì hỏi vậy mà. Nếu cháu không thích thì chú không hỏi nữa. À, hay là chú chở cháu đi xem phim nghe. Thôi, tôi bận coi nhà. Về bất ngờ không thấy ai, má tôi lo lắm á. Cháu ngoan quá. À Liễu nè, chú có mua quà cho chị em cháu nè. Cảm ơn ông, tôi không dám nhận đâu. Má tôi dặn không nhận quà bánh của người. Chú đâu phải là kẻ xa lạ gì đâu, cháu hãy nhận đi. Một chút quà tận tay trao tặng với cả tấm lòng. Món quà nhỏ bé ý nghĩa sâu xa, tôi biết rồi ông ơi. Tôi xin ông nhận lại, mau đem về cho kẻo hàng xóm cười tôi. Tôi không phải hạng người dễ mua chuộc đâu. Nè, ông hãy mang về đi. Thương hai cháu thành thật mới quan tâm như vậy. Chớ nào phải đâu chú có tâm địa dùng quà để mua chuộc. Thôi thôi, ông nói gì tôi cũng không tin. Ông đến đây làm bạn thường với má tôi thì được, chứ còn định làm ba tôi thì không mà nghe. Dù ba tôi mất đi, những hình ảnh thiêng liêng không thể phai mờ. Ngữ trị trong tôi cho đến hơi tàn, không thể nhận tình thương của người xa lạ. Dù ông hiền lành thật sự yêu thương, cũng không làm sao đổi trong tim tôi người cha kính trọng. Cháu yêu thương ba bằng tất cả tấm lòng, nhưng dù sao anh ấy cũng đã đi rồi. Không đâu, dù thân xác ba tôi vĩnh viễn nằm yên dưới lòng đất lành, những dòng linh thủy chúng từng đêm quyện theo khói hương thơm vọng tưởng vợ con mình. Giấc mơ ba tôi trở thành bức tử, sống mãi cạnh con khờ trọn vẹn tình thương. Ông đừng làm kẻ lữ hành chú đỡ qua đêm rồi vội vã ra đi khi trời rừng sáng. Trong bóng tối âm u cho linh hồn ba tôi tê dại vì chứng kiến niềm đau mà không nói được nên lời. Mờ lên tấm lòng hồn nhiên trong trắng của cháu một lớp bụi tình thương. À, tình yêu của cháu dành cho anh ấy quá lớn, quá thiêng liêng, sinh ra lòng nhỏ nhoi ích kỷ. Liễu à, cháu có biết đâu, chú và ba cháu là đôi bạn thân, đã từng sống chết bên nhau trong sương gió phong trần. Điếu thuốc truyền tải trên sông nước muôn trùng, từng ngắm sao đêm giữa khuya buồn gác lưới, hồn cùng dõng về một cô gái trên bờ xa.
đàn ca tung tăng dưới ánh đèn đêm làm bạn đồng hành với người thủy phu. Giữa mênh mông có hai tấm lòng cô độc rộn rã xiết bao khi thuyền đã neo bờ. Có cô gái bán hải sản chờ mong những mẻ cá tôm còn tươi màu giang hồ. Định mệnh đã an bài, ba cháu cưới được người thương, còn chú thì lặng lẽ qua về thuyền cũ. Lòng vui khôn tả, mừng cho bạn mình được hạnh phúc lứa đôi. Chú đã từng để vượt khỏi tầm tay hình bóng của người thương từ trong quá khứ, đã không biết buồn ngược lại còn rất đôi hân hoan. Tình cảm giữa chú và ba cháu thật là đáng quý, vậy sao chú không giữ trọn tình cảm ấy, vẫn tốt hơn là tạo quen ấu tình thân. Chú thổ lộ hôm nay vì muốn chung vai góp sức với người quá phụ cô đơn đang nặng gánh cuộc đời. Cháu đừng suy nghĩ mong lung, nếu ba cháu cảm nhận được lời này chắc cũng vui lòng ưng thuận. Nhưng cháu là con nên có quyền phủ nhận, không muốn mẹ của mình đem chia sẻ tình thương. Liễu à, mong cháu suy nghĩ lại, đừng để mẹ cháu buồn mà chú cũng không vui. À, thôi, chú về. Tôi vừa sang chỗ cô Nguyệt bán, thấy cậu Tâm đang tất bật mình mẩy thì ướt đẫm thay nước cho số hải sản. Hỏi ra thì mới biết cô Nguyệt ở nhà, cho nên tôi vội vã về đây. Trong người không khỏe nên tạm nghỉ một hôm, nhờ cậu ấy trông coi chỗ bán. Không có cậu, không biết tôi xoay sở làm sao nữa. Thiệt tội nghiệp, theo phụ giúp hoài không chịu lấy vợ con gì hết á. Ủa, anh không có xuống tàu sao? Cô Nguyệt à, đáng lẽ hôm nay tàu ra khơi, nhưng không hiểu sao tôi bước đi không đành, nên mới dời lại thêm một ngày. Có thời giờ nên vội vàng sang đây, khi đến nơi gặp được Nguyệt lòng tôi sao động. Anh đùa hoài tuổi nhỏ mà nó nghe được, chắc chắn là chúng sẽ cười chê. Hiện giờ sao, cô thấy trong người có khỏe hơn không? Cảm ơn anh, tôi không có sao đâu, anh đừng bận tâm lo ngại. Từ nãy giờ nghe êm là đã khỏi. Anh bỏ dở công việc, thiệt tình là tôi không có an tâm. Cô Nguyệt đã biết tôi quản chuyến này không có lý do nào khác hơn là để có thời gian gặp Nguyệt. À, anh Vĩnh à, hôm trước á anh tặng cho tôi cành san hô đẹp lắm, nhưng mà tôi không khỏi thắc mắc vì sao anh lại quan tâm đến loài không hương bình thường ấy. Với những người thủy thủ luôn gắn cuộc đời trên sóng nước thì san hô không phải là loài bình thường, tuy khô khan nhưng rất gần gũi dễ thương. Tôi gửi cô Nguyệt xem như tấm lòng thô thiển của tôi vậy. Cô Nguyệt không hài lòng sao? À, không, không, tôi hiểu, nó đẹp lắm. Nếu thích thì lần sau đi biển về, tôi sẽ tặng cô Nguyệt một cành rực rỡ hơn. Ý thôi, làm phiền anh quá à. Thiệt tình tôi không biết phải bắt đầu bằng cách nào, bằng lời nói gì để cho điều chưa thốt ra đừng quá lo âu trăn trở. Cho nhịp con tim nửa đời cô lẻ, nhẹ nhàng dỗ em từng đêm khúc ăn tình.
đêm gửi trao cho một người mà tôi thương yêu tha thiết, mong kết giao gá nghĩa vợ chồng mai sau. Đã hiểu anh qua ánh mắt nhìn đầu tiên, qua lời đổi trao, qua những lần nhận hàng của anh. Nên khi anh bước vào tôi vô cùng ai nai, nói như thế nào cho anh hiểu lòng tôi. Từ khi biết nhau tôi đã nhận rằng anh thật thà chân chất, vì thế cho nên trong lòng không khỏi bâng khuâng, mong rằng anh hiểu cho nỗi lòng mình nên là bạn của nhau. Nhưng tại vì sao từ chối tình yêu, ôi đau xót nào hơn khi nghe tiếng chối từ lời nói nghe dịu dàng sao đau lòng nỗi buồn lan tỏa hồn tôi. Đừng than trách cho duyên tình và cay đắng cho phận mình, nào ai muốn tuyệt tình duyên. Hai đứa con thơ sống cạnh bờ giờ thiếu hơi ấm thâm tình, làm sao cho chúng tin rằng anh là cha hiền. Nếu lòng chân thành được ai đói thì tôi mong người hãy vì nhau nối nhịp cầu cho con mình cảm thân. Qua bên yêu đương hãy chờ đợi thời gian, tôi sẽ chờ quyết định của hai con. Dù sự chờ đợi của tôi lúc này một giây dường từ nay, mỗi chuyến ra khơi có bóng hình em theo từng hải ly, mong cho con tàu nắng trẻo yêu đương sớm quay về bên tương phùng. Có nỗi cô đơn đo muôn dặm trình, tàu lướt trong sương mang theo nhiều nhung nhớ, thấy ánh sao trời lấp lánh một niềm tin. Tàu mượn hải đồ rẽ sóng lướt đi, tôi mượn tình em cởi qua bão dữ, niềm tin yêu vượt lên tất cả giúp cho tôi lòng kiên nhẫn đợi chờ. Lời chân thành của anh làm cho tôi cảm mến, xúc cảm dâng lên niềm rung động con tim. Tôi cảm thấy giữa hai chúng ta không có khoảng cách không gian, mà dường như gần gũi hòa quyện.
lời của Nguyệt làm cho tôi vô cùng hạnh phúc. Đó là lời chân thành, mong anh đừng ngộ nhận. Mặc dù tôi là người đàn bà quá bủa từ lâu, cũng là người có khối óc trái tim, nên sự cô đơn dễ dàng bị đánh thức. Không, Nguyệt ơi, tôi nào dám bất nhã như vậy đâu. Lời của tôi từ trái tim chân thành, như mạch nước ngầm ẩn sâu trong đất, nay được khơi nguồn tươi mát cánh đồng khô. Cỏ hoa héo rũ trên cánh đồng nắng hạn, lại đâm chồi như đang đổ vào xuân. Cô Nguyệt, anh Vĩnh à, chắc hôm nay tàu hư nặng nên thả neo lên bờ phải không ông? À, cháu à, tàu chờ lấy ít đồ dùng cần thiết, tranh thủ thời gian chú ghé qua thăm cháu vậy mà. Cháu của chú ở gần đây mà. Liễu à, à, à Liễu à, ở trên tàu chú thường tự mình nấu cơm, chú làm thức ăn khá lắm đó. Bữa nay chú có nhã ý làm bếp chiêu đãi mẹ con cháu một bữa nghe. Thôi ông ơi, mấy chuyện đó tôi làm được, thậm chí còn làm tốt hơn nữa kìa. Điều cần thiết với tôi hiện giờ á là không muốn thấy chuyện gì xảy ra ở đây. Ngay trong ngôi nhà này, dù ở trong kia hay ở nhà ngoài, từ trước đến nay vẫn đang nguyên vẹn. Mọi thứ đều đã xếp đặt riêng, cảm phiền ông nên tôn trọng. Có như vậy mới gọi là hiểu nhau được, cho gia đình được vui vẻ ấm êm. Giống như cháu chú đâu có ý trái ngược, bữa cơm gia đình thêm phần thân mật. Hai chú cháu ta có điều kiện thông hiểu, kết mối thâm tình trong buổi sớ giao. Liễu ơi, má xấu hổ cho con mình, chú Vĩnh chân tình muốn giúp đỡ cho ta. Sao con nói ra lời lẽ không đẹp lòng, bẻ mặt với người vợ biết liệu tính sao. Má, má binh vực cho ông ấy hả? Má, má phản bội vong linh của ba con, đem san sẻ ân tình cho kẻ khác. Liễu, con đừng dội lên án người khác. Má đã làm gì để con phải nói ra những lời không tốt đẹp? Má tự xét mình chưa hề lỗi đạo với các con, chưa làm điều gì xấu hổ với lương tâm. Má cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nếu phần số buộc má đi thêm bước nữa để đủ sức lo cho tương lai các con, thì má tin rằng xã hội cũng không lên án. Người đời không nỡ cười chế. Tại sao? Tại sao con không thể vượt qua lòng ích kỷ hẹp hòi của con được chứ? Chỉ vì con muốn giữ danh dự và tiếng thơm cho má. Danh dự tiếng thơm chỉ mất đi khi nào má chà đạp lên tương lai các con, để các con dứt dưỡng lẻ loi xin ăn nơi đầu đường xó chợ. Khi ấy không cần các con, má biết tự xử cho hành vi quen ố đức hạnh của mình. Thôi, cô Nguyệt cho tôi xin đi mà. Má nói nghe hay lắm. Ở đầu đường cuối xóm, người ta đồn đãi rùm em về má kìa. Thật là xấu hổ nhục nhã mà. Liễu, cháu hãy bình tĩnh. Quan hệ giữa chú và mẹ cháu không giống như người ta đồn đãi đâu. Ông im đi. Nếu tôi không có mặt kịp lúc thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai chứng minh hai người trong sạch chứ? Liễu, con, con nghĩ má là người như vậy sao? Cháu ơi, bình tĩnh nghe chú nói nè. Tôi không nghe, tôi không nghe. Ông, ông là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Ông về đi, ông về đi, đi Liễu, về, đi về. Cho đi. Chú nói, Liễu, cô Nguyệt, cô Nguyệt. Liễu, Liễu ơi. Thank you.
Cô Nguyện, cô đợi tôi lâu chưa? Tôi đến đã lâu, nhưng so với sự chờ đợi của anh có thấm thía vào đâu. Anh Vĩnh, chẳng hay anh tha thiết gặp tôi có chuyện gì? Sao tôi linh cảm lần gặp gỡ này có điều gì không như lòng anh mong muốn? Cô Nguyệt, có lẽ không bao giờ tôi quên được cô, chỉ vì mỗi mình cô là người hiểu tôi, biết được tôi đang nghĩ gì, vui hay buồn não ruột. Tôi đến đây gặp cô bằng đôi chân cùng với cảm giác kỳ lạ, lạc lõng, rã rời, vì không do quyền chủ định của khối óc, trái tim. Anh mang đến cho tôi nỗi buồn sâu lắng, và cả cho tôi. Phải, tôi đến để chia tay với Nguyệt. Chia tay? Anh Vĩnh, nghĩa là lời nói của Liễu, lời nói của con tôi đã trở thành nhát dao đoạn tuyệt. Không đâu Nguyệt à, tôi thương yêu Liễu như con gái ruột của mình. Chính vì điều đó mà tôi phải ra đi. Dù lòng mà tôi rất đổi đau buồn, xem như duyên số định sẵn từ bao giờ. Cô hiểu cho tôi đi xa trong lòng mang nhiều tâm sự, hơn chuyến hải hành ngoài vạn lý xa xôi. Tôi hiểu hồn anh đang ngổn ngang tâm sự, lòng tôi cũng như ai xé ai dò. Không biết nên cách mình dẫn đời hay đổ thừa cho phần số đã tạo nên cảnh ly tan cho én nhàn chia ly. Chân cố bước đi mà giả lại không đành, nơi phương trời xa con chim buồn lẻ bạn rủ cánh sầu thôi điều yêu thương. Tôi ra đi làm kẻ phiêu bạc mười phương, ôm nỗi tương tư trong lòng cao hơn núi. Người ra đi biết bao giờ trở lại, khuyên ai ơi đừng đợi đừng chờ. Tận sâu thẳm trong lòng một nỗi đau tê buốt, em cũng hiểu rằng sự nuối tiếc trong em không thể cản ngăn được quyết tâm ra khơi trong lòng người thủy thủ. Bằng sự rung động của con tim, em không biết nói lời nào hơn là chúc anh hạnh phúc. Nguyệt ơi, tôi xin đón nhận lời nói của em bằng cảm nhận thiết tha của trái tim mình. Để làm hành trang qua mỗi chấm đăng tình, người ra đi mang theo nỗi sầu cố lẻ, kẻ ở lại âm thầm thổn thức với niềm đau.
dịch ơi, có xóm họp nào không trải qua chia tay, và làm sao có niềm vui khi chưa một lần buồn tôi. Hãy cố đóng sầu tư làm nguồn an ủi, cho gặp gỡ ngày sau vẹn nghĩa trùng phùng. Thôi thì em xin gửi tấm lòng làm hành trang tiễn bước, quà ân tình sẽ không phai nhạt theo tháng năm. Tôi đi qua mấy núi sông, nhưng tình gửi lại bên lòng người tri âm. Nguyệt, mình gặp nhau quá đơn sơ, nên giây phút chia tay hãy có gì để nhớ. Thiệt tình anh không biết mình đang nghĩ gì, nói gì, mong em hiểu cho điều anh khó nói. Anh muốn chúng mình có ý nghĩa thật sự của một buổi chia tay. Phải Nguyệt, em mong anh thông cảm. Mình không còn trẻ, em sợ hành vi của tình yêu sẽ vô tình làm mờ nhạt nhân cách cao thượng của anh. Em nói phải. Anh luôn tự hào vì trong đời anh có được hình bóng của em. Anh nhớ không, ngày xưa cũng bến tàu này, một lần em đã tiễn đưa. Giờ thôi, anh đi mạnh giỏi, đừng quên bến tàu này. Anh nhớ, anh nhớ. Nếu sự việc xảy ra đúng như chị vừa kể, thì tình cảm của má đối với chú Vĩnh không thể giản đơn. Em sợ sự lo âu sẽ bào mòn thân tâm, rồi một ngày kia má không còn nhận ra chị em mình. Cơn xa căng khô vì cứ mang nỗi khổ vô hình, sự hiện diện của nỗi buồn vô hạn xâm chiếm tâm hồn hành hạ bấy lâu nay. Nỗi niềm sâu kín dùng giấy triền miên qua tâm trí ngây ngô khờ dại, phải chẳng dĩ dàng thôi thúc điều quân khúc nên nỗi niềm riêng đã bớt chứa tâm hồn. Tình thương của em dành cho má làm chị xúc động. Chị xin ghi nhận tình cảm chân thành bằng rung cảm trái tim. Lẽ nào chị đã ngủ quên trong sự vô tâm nên xúc cảm về má không còn trong trí nào. Dù chưa một lần làm mẹ, nhưng em đã thử đặt tâm trạng mình vào hoàn cảnh của má hiện nay. Chung quanh người chỉ toàn là niềm vui con cái lớn khôn công danh thành đạt, nhưng chuyện xa xưa len lỏi vào tâm, người không đủ nghị lực xua tan đi dĩ dàng. Nếu về phương xa nơi đây xảy ra điều đáng tiếc, thì ngày sau em ân hận vô cùng. Em tưởng chỉ là gỗ đá hay sao, nếu mà có mệnh hệ nào chỉ đâu yên vui trong giờ. Sự thật hôm nay má vẫn còn khỏe mạnh, thì em đừng giữ bao chuyện tang thương. Em chỉ muốn chị dành thời gian quan tâm đến má nhiều hơn, chứ em nào có ý giữ báo điềm gỡ đâu. Người xấu
không biết có làm được chuyện tốt hay không. Chị không nhìn thấy sự thật, hay vì quá sĩ diện bản thân mình? Cho dù lẽ nào đi nữa thì người đời vẫn nguyền rủa chị, lương tâm sẽ trừng phạt chị suốt đời. Ngân, Ngân. Má, cậu Tâm đâu? Có mình má ngồi đây vậy? Con, nó xuống bến tàu lấy ít hải sản cho khách quen. Ủa, hôm nay con không có qua phòng khám hay sao? Dạ có, trên đường đi tạt qua đây, gửi cho má ít thuốc. Bằng à? Dạ. Chuyện vợ chồng con tới đâu rồi? Lục đục hoài, má rầu quá đi. Mỗi khi nhắc tới chuyện này, con khổ tâm quá. Như chính con gây ra lỗi lầm vậy. Làm chồng mà không hiểu được vợ, không biết cô ấy nghĩ gì. Sự nuông chiều quá mức tạo cho cô ấy tính kiêu căng. Má ơi, con đã vô tình, gây ra trái ngang chia cách chuyên tình, cho lời thiết tha ân ái mặn nồng. Khoe mắt làng môi tiếng nói giọng cười, niềm vui hạnh đi phúc dâng trào, giờ đây đã hết thật rồi. Còn lại trong lòng nỗi khắc khoải lo âu. Phải đâu con là người lầm lạc, chính má là người đã tạo nguyên nhân, gây cánh chia lìa chồng vợ đôi nơi. Lòng má đây vô cùng ân hận. Không, lòng má bao la vô bến vô bờ, như sông như biển muôn trùng mênh mông. Bằng à, má chỉ là người mẹ bình thường, buôn bán tảo tần nuôi con trẻ không cha, đi qua quãng đời ngây thơ khờ dại. Giờ chúng đã lớn khôn trở thành người hữu ích, thì ký ức ngày xanh cũng tan biến đi như cát bụi phai mờ. Tâm tính cũng đổi thay theo nhịp sống hiện thời, nên người mẹ hằng ngày gặp mặt đâu còn quan trọng như trong chuỗi ngày thơ. Cốt lõi làm người là đạo đức yêu nhân, nhưng theo ngày tháng đã phôi pha sau làng. Bằng ơi má còn sống đây chưa đi vào dĩ vãng, mà tình mẹ con đã chết từ bao giờ. Má, tâm sự của má cũng là nỗi đau riêng hằn mãn trong lòng con. Con hổ thẹn với má vì bất lực để cho nỗi đau ấy theo thời gian dấy thêm trên vết thương mẫu từ. Má, má ơi, con đã ngây khờ vùng dài, nên để xảy ra bao ngàn trái ưu phiền. Đối với vợ con còn đáng trách hơn nhiều. Nếu con là người học sâu hiểu rộng, biết đối nhân xử thế ở đời, thì sự tình đâu rắc rối đến hôm nay, để cho chú Vĩnh mang nỗi sầu tử
ôm nỗi nhớ nhung làm dần phai mai tóc, không ngăn cản được tâm tanh. Giờ con là chính, con đã phụ lòng người. Chuyện qua lâu rồi, tất cả đã đi vào quên lãng. Có lẽ người ta cũng đã có vợ, có con. Con còn nhắc lại làm chi nữa? Má ơi, nếu tình cảm của người lớn tuổi chỉ giản đơn như cơn gió qua đi, thì làm sao có chuyện kẻ đầu gờn ôm nỗi thương đau, người cuối bãi âm thầm thương nhớ. Chuyện ân tình má đã quên từ lâu, con khơi lại, con liệu nó biết được càng thêm rắc rối. Nhưng sự thật lẽ nào con không nói, chú Vĩnh nhờ con hỏi thăm má đôi lời. Đây là món quà chú ấy gửi trao, mong má nhận cho tấm lòng quý mến. Vì lý do riêng chú ấy không tiện đến, nhưng tấm lòng thành thì không phải nhạt đổi thay. Quà này con nhận qua đường bưu điện đó má. Con thấy chú ấy thiệt là chí tình. Bằng ơi, sự thật là hơn 10 năm qua, tháng nào ông ấy cũng gửi tiền sang, nói là giúp đỡ cho má phần nào gánh nặng nuôi con, như chia sớt nỗi gian lao, làm cho má vô cùng ái ngại, không biết liệu xử cách nào cho vẹn vẻ đôi đường. Má định bụng rằng sẽ nhờ con đem trọn số tiền kia, hãy tìm cho ra người ở nơi nào quan nghi trả lại số tiền. Má yên tâm đừng lo ngại, mọi việc con định liệu sao. Coi còn trước sau gì nữa, tình trạng này kéo dài, má thiệt không có an tâm. Con rất hiểu má, nhưng bây giờ con phải sang phòng khám đây, trễ giờ rồi má. Bằng à, Bằng. Mấy con nhỏ không có nên nết gì hết trơn. Nếu là đàn ông hả, tôi tán một cái cho sưng mỏ rồi. Cái đồ chuyên gia nó xấu người ta không à. Hèn chi xúm nhau ế cả đám mà. Xấu như quỷ sứ mà đặt làm duyên. Con gái gì đâu mà bạo dạn quá trời à. Có ma nào dám đụng đến. Chàng ơi, lầm bậm gì đó Tâm. Bị gái tấn công rồi sao? Về trễ dữ vậy con? Nãy giờ con ngồi ở quán cà phê ông Sạn á. Sao nay lại uống cà phê giờ này? Đâu phải, con uống trà đá cho hạ quả. Tức mấy con nhỏ nhiều chuyện, xúm lại sầm xì vậy má. Con mới bực mình chứ bộ. Nói xấu má. Nhưng mà chuyện gì? Dạ thì cái chuyện quan hệ. Ôi thôi bỏ đi má. Con nóng nảy mà quay trở lại á, thì có chuyện lớn xảy ra không có hay đâu. Chuyện bao đồng hơi sức đâu mà để ý. Bỏ đi con. Tâm à. Dạ. Má có ý nguyện đã lâu nhưng chưa tiện nói ra. Không lẽ con cứ sống mãi như vậy? Nên tính vợ con đi, vì đã không còn trẻ. Má giao lại gian hàng cho hai đứa làm ăn, tu chỉ chuyên cần đi lên với người ta. Không bán hay sao mà giao lại cho con? Má đã nói ra thì phải có nguyên nhân.
con người có nghĩa xem trọng nhân tình. Má đã quyết định rồi đừng tự chối lỗi thôi. Má, má ơi, dù con không có vinh hạnh được làm con trai của má, nhưng tâm lòng của má thương con còn hơn ruột thịt. Mấy năm nay cận kề bên má, con học được nhiều điều hay lẽ thiệt. Công ơn ấy con chưa đền trả, nay má quyết định giao cho con cả sản nghiệp của bản thân. Trong thành tâm trước ân đức của người, làm sao con dám đón nhận thâm tình đó. Người mẹ hiền sống vì người khác hơn bản thân. Giả lại hiện giờ con chưa có người nói chuyện trăm năm, và mơ ước làm thủy thủ hình thành trong tâm tường. Đành phụ lòng má để con hoàn thành tâm nguyện chuyện hôm nay. Xin tạc giả ghi lòng, ngày mai dù phải chia tay, nơi con với má quá nhiều kỷ niệm. Đi trên sông nước muôn trùng, vẫn mang trong lòng hình bóng mẹ thân. Má thì má thật lòng nói ra như vậy, con quyết định thế nào cho thuận tiện là tùy con. Con đi thiệt sao? Má định chừng nào? Khi nào má đuổi con đi liền ha. Thằng lúc nào cũng giỡn được. Má hỏi thiệt nghe. Dạ. Con chưa quên người xưa phải không? Cái con nhỏ hồi nắm. Không 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 à, người ta có chồng rồi, lâu quá còn gì nữa má. Ừ, vậy thì được. Thôi lo thu dọn về cơm nước đi con. Dạ. Má ơi, số thuốc hôm trước con gửi má uống hết chưa? Uống được một nửa, còn bao nhiêu không biết, bỏ chỗ nào mà má tìm hoài không thấy. Ý trời, má uống thuốc như vậy chỉ thêm bệnh. Từ nay mỗi lần uống thuốc con đem về cho má nha. Nếu vậy phiền phức cho con quá. Con về đây cho má hay, con vừa hoàn thành một cuộc phỏng vấn ngoạn mục. Chuyện gì mà phỏng vấn? Nhưng con phỏng vấn người ta hay ai tra hỏi gì con? Dạ, con là người được phép hỏi. Trong buổi phát thanh trực tiếp trên đài, phụ trách chương trình là cô gái đang xuân. Không ai xa lạ chính là em Liễu nhà mình. Trời đất, con với nó đang có chuyện lột đột với nhau. Con hỏi trên ấy làm gì? Không may xảy ra chuyện bất thường, nhất định thế nào nó cũng đổ lỗi cho con. Con vô tư thì có gì đâu phải sợ. Nhưng mà con dò hỏi nó chuyện gì? Xung quanh chuyện tình cảm gia đình, thế nào là câu đạo hiếu làm con? Vậy nó có biết đầu dây người phỏng vấn không ai khác xa chính là chồng mình? Được một lúc sau cô ấy mới hiểu ra, mở chương trình quảng cáo rồi hẹn trả lời sau. Má tin chắc nó không để im chuyện, dễ dàng bỏ qua cớ sự vừa rồi. Đang lúc phát thanh nó đành phải dịu dàng, đến khi về nhà nhất định cố chuyện không hay. Con chỉ làm theo cảm nghĩ của một thính giả, không nhịn thì làm gì được con chứ. Tôi biết,
Tôi biết anh dựa vào quyền hạn được phép của một thính giả mà kiếm chuyện gây rắc rối cho tôi. Trong lúc tôi đang làm việc, anh lồng chuyện cá nhân vào chương trình của tôi. Nếu tôi không bình tâm tìm ra phương cách lánh nạn, chắc là giữa buổi phát thanh đành ngọng nghịu cho qua. Thiệt tức cười, vì lời nói của cô phát thanh viên phụ trách chương trình hẳn là cô đủ khả năng. Câu hỏi của tôi thật là đơn sơ mộc mạc, một thính giả bình dân cô không trả lời được sao? Anh cố nhiều lời miệng lười trả treo, khó khăn cho tôi mà anh gọi là đơn sơ. Theo anh hỏi, làm sao mới gọi là dễ nghe? Có vị cô rối tung, không sao trả lời cho được. Thử hỏi làm sao cô hoàn thành nhiệm vụ được giao? Anh khỏi băn khoăn, việc làm của tôi hiểu tường tận. Má xin hai con hãy cho qua tất cả mọi chuyện, nhường nhịn với nhau cho trên dưới được yên. Đó, anh giảo lỗ tai lên mà nghe, lời nói rất hay của một người lãng trí. Sự quyết tâm dứt tình đoạn tuyệt của tôi đã đẩy anh vào cơn quẫn bách. Anh như người chết đuối giữa dòng sông, nên tất cả mọi thứ chung quanh đều trở thành cái phao cứu mạng. Và má tôi chính là cái phao tuyệt vời ấy. Vở kịch điên khùng cũng nên kết thúc từ đây. Cô nói bậy, cô đã sai lầm. Nếu không tin lời tôi thì cô có thể hỏi má. Ủa, má đâu rồi? Má ơi, má. Khoan đã, anh Vũ, chờ em đi với nè. Em muốn rã đôi chân rồi nè. Mình đi qua mấy con đường, mấy dãy phố rồi mà không thấy má đâu hết á. Hay là biết mình đi tìm bả, rồi bả trốn đâu mất tiêu rồi. Thôi, về em à. Coi anh kìa, anh cứ về trước đi, còn em dù phải thức suốt cả đêm nay nè. Em cũng quyết tâm hả, không hề nao núng đâu. Đường phố một mình vắng lạnh về khuya, có một mình em không tiện chút nào. Hãy về nhà ta tìm phương cách sao, bà còn sống chứ có chết đâu. Em đã nói nếu không tìm gặp mặt, đưa má về tận nhà em không có yên. Đâu bây giờ anh thử đi sang chỗ bán hàng, còn em kiếm tìm chung quanh. Đường phố đông dân biết mò mẫn chỗ nào, thiệt là khốn khổ cho thân tôi. Khi không biểu tôi đứng sơ rơ chỗ này, thiệt không giống ai hết trơn á. Em muốn tìm kiếm chỗ nào là tùy, tôi về đây. Anh Vũ, anh phải ở lại tìm cho được má chứ. Anh quên anh là ai rồi sao? Anh là đứa con trai duy nhất đó. Còn em chỉ là con dâu ngoại tộc. Tại sao em biết cảm động xót thương, còn anh thì anh lại dửng dưng như người xa lạ vậy? Việc má bỏ đi anh không hề lo lắng. Má đã làm gì nên tội mà anh và chị Liễu quá đổi chú tâm? Anh không hề rung động.
anh còn là đứa con do người cô nhọc sanh ra. Mà sao anh lại quá nhẫn tâm, trơ trơ như gỗ đá vô hồn. Công sinh thành quảng dưỡng, làm sao anh dễ dàng quên. Má đi rong chơi có quan trọng gì, người chỉ đi quanh quần phút chốc ở gần đây. Em khó hiểu vô cùng lời của anh vừa nói ra. Từ trước tới nay người có đi xa bao giờ, một điều linh cảm sợ xảy ra tai nạn, biết làm sao tìm cho gặp được người. Chớ nên nghĩ chuyện chẳng lành, làm gì xảy ra chuyện lo lắng quá nhiều nên nghĩ ngợi không hay. Kìa anh Bằng, anh có tìm gặp má không? Tôi với cậu Tâm chia ra mỗi người một hướng, cậu đi xuống bến tàu, còn tôi chạy ngược qua phòng khám, đi qua vòng lại ngó trước nhìn sau, tìm khắp nơi mà có thấy ai đâu. Trời ơi chết rồi. Cũng tại nơi tôi mà sự việc xảy ra, càng nghĩ mà thêm tức trong lòng, buồn bực không an vì để mọi chuyện xuôi sen. Anh Bằng à, thời gian không cho phép chúng ta ân hận, mình hãy mau chia tìm trước khi trời phủ màn đêm. Cứ ở đây than thân trách phận thì làm sao tìm ra được má. Trời về tây bóng nắng đã xế chiều. Trời ơi bà Nguyệt ơi, bà đang ở đâu rồi? Hãy nhanh chân quay trở về nhà, đài đó tuổi này bà vui sướng lắm sao. Anh Vũ à, em lại anh chớ nóng nại, có ích gì, thiên hạ họ nghe được họ sẽ chê cười. Mẹ ruột của mình chớ đâu phải người dân. Thôi cậu đi hướng này, còn tôi sang bên kia đường thả bộ xuống bến tàu ha. Má, má kìa, xe kìa, má coi chừng. Má ơi, má, 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 trời, má, má, má ơi, má, trời ơi, trời ơi, má, má. Về chuyến này gặp toàn là xui xẻo không à. Chuyện của chị chưa êm, giờ thêm vụ của má. Dẹ máy bài lấy rồi đành phải quản lại, chỗ đứng ở công ty điện tử đành phải như bọt nước trôi sông. Chán thiệt á. Cậu chưa làm chỗ ấy coi như không mất gì, chị mới thật khốn khổ. Vừa được đề bạt phó phòng, gặp phải chuyện không may, vắng mặt hoài ở cơ quan kiểu này không có ổn. Bao nhiêu quyền lợi thi đua khen thưởng trong tầm tay đều vụt mất, còn gì buồn hơn nữa chứ. Còn nhiều chứ. Nếu má Nguyệt không tai qua nạn khỏi thì đó không phải là điều buồn khổ nhất hay sao? Tánh tôi hay nói thẳng, anh chị buồn tôi chịu. Chứ kiểu cách xem mẹ ruột của mình như người dân nước lã, trời cao có mắt, không để cho mấy người yên ổn làm ăn sinh sống đâu rồi nghe. Thôi, anh em đi. Biết chuyện gì mà lân tiên xen vào, nếu tôi không dĩ tình nể mặt, nhất định to tiếng với nhau. Làm ơn
biết điều thì hãy lặng im. Bổn phận làm thuê, tự biết mình phải làm sao. Nè, tôi nói như vậy đó có đúng không? Hả? Ê, nên né dè trong cách nói năng, đừng có dùng từ thuê mướn ở đây. Tôi e xảy ra chuyện không hay. Thôi hai người đừng nhiều lời cãi giả, do hiểu lầm với nhau cả thôi, tốt hơn vẫn là nhường nhịn nhau. Ở nơi này lớn tiếng không hay. Anh về đi, tiền xe ôm bao nhiêu tôi trả. Nè, tôi nói cho anh biết, đừng lên giọng kẻ có tiền nha. Tôi không phải vì tình nghĩa với má Nguyệt, thì anh có đưa xe hơi đến đây rước hay bò mọp sát đất để cõng tôi đi, tôi cũng không thèm tới đây đâu. Phải, tôi là dân làm mướn, còn anh sang bên đó làm cái gì nếu không phải là làm thuê à? Tôi làm mướn cho má ruột của anh, không hơn anh làm mướn cho người khác sao? Tôi với anh đều giống nhau thôi. Anh khinh tôi, tức là anh tự chửi vô mặt mình đó. Mình đặt dúc dắt. Thôi đủ rồi nha. Thằng Vũ đô la này chưa biết sợ ai à. Thôi thôi, cho tôi xin đi mà. Cậu Tâm à, má ra sao rồi? Bác sĩ hỏi chân của má Nguyệt bị gì mà có vết thẹo dài quá vậy? Tôi nhớ là... Nếu tôi không lầm á, cách đây mấy năm má Nguyệt té từ cầu thang xuống nên có vết kỷ niệm đó tới bây giờ. Phải rồi, tại bận nhiều việc quá tôi quên. Vậy hả? Vậy việc này chắc chị nhớ. Cô y tá hỏi má Nguyệt sinh năm nào. Hình như chắc hai người mãi lo kiếm tiền nên quên. Thôi để tôi vô trả lời luôn cho tiện. Chuyện hệ trọng như vậy mà sao cháu không hỏi cậu bằng địa chỉ rồi điện thoại cho chú biết tin chứ? Tai nạn xảy ra bất ngờ, cháu hoang mang rối rắm, không còn nhớ gì nữa. Cũng may không trầm trọng, chứ nếu không cháu ân hận biết chừng nào. Thôi, bác sĩ cho xuất viện là tốt lắm rồi, cháu đừng lo buồn nữa. Độ vài ngày nữa là má cháu bình phục lại thôi mà. Cháu tìm cách tự an ủi mình, nhưng sau mỗi lần nghĩ tới chú, nghị lực vượt lên nỗi buồn bỗng dưng tan biến. Trước mặt chú, cháu cảm thấy mình bé nhỏ, đôi tay thô kệch thấp kém, làm sao sờ với được tâm hồn cao thượng. Nỗi say rước đưa cháu tìm đến nơi đây, với lòng thành tâm mong gặp được người, nói về chuyện xa xưa đã sống lại trong lòng. Lỗi lầm do tạo nên vết thương đau rầm ràn gặm nhấm tâm hồn, nên buồn lại buồn hơn. Chuyện xa xưa như giấc mơ, cháu đừng nhắc lại làm chi, vì như gió bụi bay mù đã qua hết rồi cơn giông. Một thời tóc xanh quá nhiều và bất hạnh, cháu đừng bận tâm lo lắng ưu phiền. Chú có quên một cuộc tình buồn, cho gia đình cháu được ấm nhưng dị vãng xưa không bị vùi chốn theo nguyện ước của chú.
nên hai tâm hồn vẫn mang nặng nỗi nhớ nhung. Cháu nói vậy có nghĩa là không gian cách ngăn chia khung trời thành hai phương thương nhớ. Người ra đi mang nỗi niềm đau khổ, kẻ ở lại ngày đêm dòng tương bàn chung tình. Mòn mỏi niềm riêng sâu nặng, ôm ấp tâm sự nào nề thầm lặng chiều hy sinh. Vì thương con nên gác lại tấm lòng, một tình yêu trong trái tim luôn thổn thức. Cháu là thủ phạm gây cuộc tình đổ vỡ cho chia ly. Cháu đừng tự trách mình và dài dò tâm trí. Có lẽ định mệnh đã an bài nên nghịch cảnh mới khiến xui. Cháu và má cháu mỗi người một nơi, âu cũng là phần số đó cháu à. Chú ơi, không có khả năng quyền bí nào cả, mà chính là sự hiện diện của lòng ích kỷ hẹp hòi của cháu. Cháu có ân hận hối tiếc bao nhiêu, thời gian cũng không quay trở lại bao giờ. Nỗi nhớ thương nay cũng đã phai mờ. Không phải vô tình mà chú biết được mẹ cháu lên thuyền tấp bến sang sông. Lá thư tuyệt tình còn rõ nét mực xanh, chú vẫn còn cất giữ như một món quà kỷ niệm. Sang thuyền mới cùng người giàu, có lòng chú đây rất đối vui mừng. Lời lẽ trong thư hoàn toàn không có thật, chỉ vì má cháu muốn chú hãy quên má cháu đi. Sao mà có thời gian dành cho mối duyên mới? Trời ơi, mẹ cháu vẫn ở vậy cho đến bây giờ. Cháu nói thật, vậy mà bấy lâu nay chú cứ ngỡ sự việc hoàn toàn đổi khác. Nên cháu cứ dừng lo âu, mong tình mẹ con làm sao giờ được cải thiện. Cháu đến đây là tự ý riêng tư, mà cháu hoàn toàn không hay biết. Vì sĩ diện cháu chưa có lời can tỏ, để cùng nhau hàn gắn lại thâm tình. Trước bệnh tình của má cháu, mong chú hiểu vì sao cháu lại đến đây. Cháu hãy quay về lo bệnh tình cho cô Nguyệt, chú tự biết mình phải cư xử ra sao. Lòng ích kỷ hẹp hòi chỉ ngự trị trong lòng người giống như nghĩa ấy. Cháu là người đã có nhân cách nên lỗi lầm sẽ tự mất đi theo sự trưởng thành. Chú thật sự chúc mừng cho cháu đó. Theo chú, cháu nên làm gì trong lúc này? Gạt bỏ sĩ diện, căn bệnh làm cho người ta tụt lùi mà luôn ngỡ rằng mình vươn tới. Cháu cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều về những lời lẽ tốt đẹp. Trời sắp tối rồi, thôi cháu xin phép chú cháu về. Cháu về bình an. Chào cô em. Đợi người yêu hay sao? Coi bộ sốt ruột dữ vậy. Nè, không chừng chàng lãng tử cho cô em hiền thục trèo cây rồi cũng nên. Anh đang cô đơn, đi dạo danh một chút
có được không cô em xinh đẹp? Tôi với anh không quen biết, nên lịch sự một chút đi. Việc đó thì anh có thừa. Đi lại chỗ vắng đằng kia đi, trong bụi cây rậm còn hai đứa mình, em thấy liền à. Nè, anh định làm gì vậy? Tôi la lên bây giờ đó. Nè nè nè, đừng có la. Cô em dễ thương, coi chừng em mất lịch sự bây giờ. Về tới đâu anh lấy xe chiều em vậy. Không, bố tôi ra. Bố người ta có ai đây không? Hai anh ơi, làm ơn cứu giúp. Cái tên này định mất hiếp tôi đó. Các người định làm gì đây? Sách nhờ túi hành trang cho cô em đỡ nặng, dìu em vào mộng cho biết ái tình, vậy thôi. Mau tôi ra. Cứu, có ai cứu tôi? Có ai không cứu la tôi? Hả? La nè. Đứng lại. Cứu. Không, Liễu, anh đây mà. Bình tĩnh lại đi em. Anh Bằng. Liễu. Em sợ quá anh Bằng ơi. Bọn chúng chạy hết rồi, em đừng có sợ nữa. Anh Bằng. Hả? Trời đã xế chiều, sắp có mưa lớn mà không thấy chiếc xe nào ngang qua đây. Em nóng lòng muốn ra khỏi nơi vắng vẻ như chốn khỉ ho cò gái này. Cô ngờ đâu, tại sao anh biết em ở đây mà ra tay cứu giúp? Vì anh là người chồng yêu thương em nhiều nhất mà. Anh Bằng, chồng của em, anh đến kịp lúc em nguy nan, cứu em thoát khỏi bọn giả thú mắt người. Nếu không một mình em biết liệu sao đây. Liệu anh biết em ở chốn xa xôi nên dõi theo kịp đến nơi này, ở xa nhìn chờ đợi để rước em. Nguyện làm chuyến xe cuối cùng đưa em về với bạn tình chung. Anh Bằng, bấy lâu em hững hờ lạnh nhạt, dứt tình đoạn nghĩa và luôn tìm cách tránh xa anh. Nào ngờ rằng anh yêu luôn dõi theo bóng mơ hình của em. Tình thương trao em ngắm thầm, em vô tình nên nào hay biết. Tình mặn nồng đôi ta, dẫu có phong ba chia lìa đôi nơi, vẫn ghi trong lòng câu nguyện sắt son. Đã bao lâu rồi âm thầm nhớ thương về nhau. Lòng buồn chờ bừng vui như lá khô trên cây, đang chuyển xanh sang mùa chào mừng nụ xuân, tô thắm tình thương ngời sáng. Câu vui hờn khoe mắt buồn lệ rưng rưng sầu. Liệu ơi, tiếng nói yêu
nỗi buồn tan biến. Để cho duyên tình luôn được dài lâu, nhớ mãi trong tim bóng hình người yêu. Thế anh sung sướng biết bao nhiêu khi tay trong tay anh mắc cho nhau tình nồng thắm. Xúc cảm yêu thương bấy lâu nay vùi chôn trong đổ vỡ, giờ bừng sống lại tinh khôi như thuở ban đầu. Anh mắc em yêu truyền cho anh sức sống nhiễm màu. Anh bỗng thấy mình ngất ngây say trong hương tình quyền diệu. Niềm vui sống ngập tràn như biển nước mênh mông. Đôi mắt người yêu quá long lanh cho anh lạc lối vào ngõ tâm hồn thăm thầm. Mình gặp lại nhau trong ân tình nồng ấm, có chia ly mới hiểu hết nghĩa thương phòng. Anh Bằng, bổn phận làm vợ không tròn, làm con không dễ hiếu, gây cho anh quá nhiều rắc rối. Anh không buồn, không giận em sao? Trăng trên cao có khi tròn khi khuyết, nước ở ngoài sông có lúc dơi đầy. Vạn vật thiên nhiên cũng biến đổi khôn lường, tất cả đều tuân theo định luật chung của trời đất. Tạo hóa đã sắp bài mọi sự thế bằng quyền năng, làm người giàu có khối óc trái tim cũng không khác xa định luật màu nhiệm đó. Ai dám bảo rằng đời mình không lầm lỗi, và ai nên khôn mà không lớn dài đôi lần. Điều đáng mừng là em đã nhận ra, thấy mình sai, nghĩa là đang gần đúng đắn. Nhận ra mình dại, nghĩa là đã lớn khôn hơn. Tình yêu chân thành và lòng thủy chung của anh đã đưa em ra khỏi vùng ô tối. Em cảm nhận được điều ấy lẽ thiệt, mà trong quá khứ chưa biết quý trọng nâng niu. Em đã chà đạp trên đạo nghĩa thâm ân, bôi bẩn tình chồng vợ cùng chung chẳng sẽ vui. Hãy cho em đôi lời tạ lỗi, để ngày sau hạnh phúc mãi thêm nồng. Dù hôm nay ngày mai hay mãi mãi, anh vẫn là người chồng không giống phụ đổi thay. Tình anh trao trọn về ai, dù qua muôn nẻo đắng cay đoạn trường. Anh Bằng, em ghét anh quá à. Có thiệt không đó? Vậy anh ký vào tờ giấy ly hôn nha. Không được, trả lại cho em. Anh Bằng, anh
Anh Vũ, sức khỏe của má bình phục, sao anh lộ vẻ không vui vậy? Nếu ở bên kia, anh đã dâng cho nó một trận nhừ tử rồi. Cái thói xu nịnh chủ đáng hưởng một trận đòn nên thân. Em thấy rằng anh ấy thương má thật lòng. Sự việc xảy ra, anh lo lắng đến cuống cuồng, đưa má vào bệnh viện, rước má về nhà. Anh à, mình nên cảm ơn người ta hơn là mình quán ghét chứ. Đó là biểu hiện giả dối của kẻ có mưu đồ, em biết không? Mượn sự quan tâm bên ngoài che đậy âm mưu đen tối bên trong. Làm gì có chuyện người dân nặng lòng lo lắng yêu thương. Thằng tắm ranh ma không phải kẻ dại khờ. Anh không tin nó qua nhiều lòng tốt, thật giả yêu thương người bằng tình cảm vô tư. Ai dám chắc rằng không có chuyện thâm sâu. Anh nói lúc nào anh cũng nghĩ xấu cho người ta. Bụng dạ hẹp hòi mỗi lần mở miệng ra, rồi nghĩ rằng ai cũng giống như mình, nên chuyện nghĩa tình dứt bỏ ngoài tai. Ân nợ với kẻ chực chờ chớp lấy thời cơ hưởng cái sản nghiệp của người khác. Anh nói cái gì vậy? Đừng tưởng tôi ở bên kia rồi làm gì cũng được nha. Thằng Vũ Đô La này còn sống thì đừng có hòng. Anh Vũ à, anh lo chuyện xa xôi quá mà anh quên mất cả việc gần rồi đó. Từ ngày về quê, chưa có một lần nào nói chuyện với em, đôi ta cùng chung suy nghĩ. Dường như có sự ẩn khuất nào đó ngăn trở sự hòa hợp chung. Tại sao? Tại sao vậy Ngân? Em nói đi, nói đi. Anh quá nhạy cảm nên sinh ra ngờ vực đó thôi. Em bỏ cả tình thâm cốt nhục theo anh đến nơi xa lạ thì làm gì có chuyện bất đồng tâm tưởng chứ. Đó là quá khứ, còn hiện tại đã quá rõ dần sự đổi khác. Hay em còn lưu luyến người xưa hả? Anh Vũ, anh căn cứ vào đâu mà anh lại nói lên điều đó vậy? Trực giác cảm báo cho anh thường chính xác hơn điều linh cảm. Em xao xuyến vì gặp lại người tình cũ phải không? Trí tưởng tượng của anh phong phú thật. Ngân, có lẽ em tán thành cách xử sự của anh Tâm trong bệnh viện đã làm cho anh tự ái và nghi ngờ. Thà như vậy còn hơn cầm nín trong âm thầm vì anh quá sai lầm. Tình thiêng liêng như khói sương phai mờ, lòng mẹ yêu ngày đêm mong nhớ bóng dáng người con. Từ nơi thăm thắm xa xôi mong đợi ngày sớm hộp đoàn viên. Phương trời xa đang chờ con xót xa trong lòng, anh làm sao là con bất nhiêu em dối hờn anh. Lời bờ môi anh dễ thanh minh nhưng đáy lòng
ơn ơi. Bằng những lời lẽ chân tình, em đã thắp sáng tâm hồn anh ngay trong mảnh đất quê hương cội nguồn yêu dấu. Anh yêu em vì em nết na đức hạnh, anh quý mẹ kính yêu vì lòng mẹ bao dung đức độ nhân. Phù quả đô hội tìm kiếm nhiều tiền mong thỏa cuộc sống thần tiên, những tượng tháng năm dài vất vả lao lung bù đắp lòng hiếu thảo kính dâng lên mẹ hiền yêu quý. Có ngờ đâu tất cả đều đổi ngược, anh bị rẻ khinh vì ý nghĩ dài khờ. Anh đã nhận ra điều đó rồi sao? Dù muộn màng nhưng vẫn hơn là cứ ngủ vùi trong tâm tối. Anh Vũ, Vũ ơi, có lúc nào anh nghĩ rằng tận nơi đất khách xa xôi mong kiếm được nhiều tiền để lo cho má, trong khi ở quê nhà má đem giao sản nghiệp cho người khác họ hay không? Điều đó có nghĩa gì và tại sao? Chắc chắn không phải là người quẩn trí. Người xem thường vật chất phù hoa hơn là đạo nghĩa ở trên đời. Sau khi tai nạn bất ngờ xảy ra, trong anh bắt đầu hình thành một nguyên nhân. Phải chăng buồn phiền vì con bất hiếu, còn có một ẩn tình khuất lấp sâu xa? Thiệt tình anh không biết tìm lời giải nào cho bài toán thứ hai. Thôi để anh qua an tâm một chút, nói lời tạ lỗi việc xảy ra ở trong bệnh viện và tìm hiểu thêm về má. Em đợi anh ở chỗ này nha. Anh Tâm, anh Tâm, anh muốn tránh mặt em, anh khinh miệt em như vậy sao? Nếu đứng lại tiếp chuyện cũng phiền, mà bỏ đi thì cũng kẹt. Không biết ở sao cho vừa lòng người. Anh Tâm, anh có khỏe không? Cảm ơn. Tôi chỉ bệnh trong 7 ngày rồi khỏi hẳn luôn cho tới bây giờ. Thật là bất ngờ gặp lại anh chỗ này. Tôi cũng vậy. Có lẽ chữ bất ngờ nằm giữa hai cuộc đời chúng ta. Ngày trước quen Ngân cũng bất ngờ, rồi xa nhau cũng lại điệp khúc ấy. Nhớ hồi xưa có cô gái tóc vàng que khét nắng, thích bắt những con cua nhỏ nghịch ngợm dưới bến trong mỗi chuyến tàu về. Mình quen nhau thật bất ngờ, và cũng thật bất ngờ khi tôi hay tin Ngân vội vã làm vợ của một Việt kiều hào hoa chỉ trong một tuần về nước. Mấy dòng chữ viết dội tôi đã cất giữ đến bây giờ. Em mong anh hãy hiểu cho em, chỉ vì chữ hiếu. Anh Tâm, anh hãy đốt trang thư ấy đi, như chính em đã bóp chết tình yêu của anh trong trái tim em vậy. Xưa bến trăng soi hình, nay
ra đi là phụ anh rồi. Người đi cho tôi một mình, cùng tình suy ôm nỗi sầu bi. Tâm ơi anh chớ nên đau lòng, hãy quên đi những câu thề xưa. Tôi đã ngồi dưới ánh trăng khuya suốt bảy đêm trường vắng lành, để tưởng niệm một tình yêu vừa chết đi khi con tim vừa thổn thức bùi ban đầu. Tôi yêu em bằng trái tim son nhưng không có bạc vàng, nên đâu có quyền năng vô hạn giữ em mãi chung tình với bên trăng. Dù nơi đó em đã khóc thật nhiều khi áp má vào vai tôi, em khẽ nói rằng không biết làm sao sống mãi bên tôi cho đến ngày tóc bạc. Anh Tâm, giận hờn đắng cay trách người sớm dội phụ dông, hương duyên đang được mặn nồng người bỏ đi lấy chồng, đâu ngờ rằng lòng mẹ cha vì cố nhục tình thâm. Vui cuộc đời xuân xanh thắm tươi, vào một nơi không có niềm vui. Dù không thương yêu nhưng có điều luyến tiếc, đâu như thằng Tâm này chỉ là kẻ trắng tay. Gặp lại nhau đây cũng là lần vĩnh biệt, lời cuối của tình chôn chặt kể từ đây. Anh Tâm. Chào Ngân. Anh Tâm, anh Tâm. Chào má Nguyệt. Ủa, hôm nay đi đâu ăn mặc bảnh bao quá vậy? Có quà nữa, định nhờ má đi hỏi cưới con mỹ nhân ngư nào dưới bến tàu phải không? Dạ đâu có. Nếu hỏi vợ á, còn báo cho má biết trước, chứ đâu để bất ngờ vậy đâu. Thì má nhắc chừng vậy đó. Nhanh tay nghe, coi chừng con mộng nó bơi theo chàng thủy thủ nào thì ân hận không kịp á. Thú thiệt với má, con nhỏ cà tưng đó đó có chết chìm thiên thu ở dưới đáy biển, còn khoái chí nữa đằng khác. Mỗi lần xuống bến tàu á, thấy cái mặt hãm tài, giọng nói ổng a ổng ẹo còn sợ muốn chết rồi. Chà, chứ không phải nàng mới tặng quà sao? Con nhỏ đó nó keo còn hơn kẹo bạch nha nữa. Làm gì có chuyện quà bánh, con quà này là của một người gửi tặng má Nguyệt thân yêu.
chớ phải nào. Con mộng quỷ ma, má Nguyệt cứ đem ra chọc ghẹo con hoài à. Nếu không may thằng Hà biết được anh em thâm tình xảy ra lắm chuyện. Má nhắc chừng cho con có vợ mau, càng về sau sẽ khổ cho thân già đó. À, quà của người nào? Sao con chưa chịu nói cho má rõ nữa hả? Con nhận làm gì, biết đâu má không đồng ý. Má à, chủ nhân á là người toàn tâm thiện chi, nên mượn quà ngõ ý cầu an, yêu cầu má nhận giùm con. Ủa, ai vậy cả? Con qua nhà anh Bằng một chút xem ảnh nhắn chuyện gì. Má muốn biết chủ nhân món quà này là ai á, cứ dở ra xem cái gì trong đó thì má biết người tặng má là ai liền à. Con đi nghe má. Con kêu thằng Bằng về chơi luôn nghe. Dạ. Cành san hô. Không lẽ cô Nguyệt, anh Vĩnh? Nghe tin cô tai qua nạn rồi, tôi mừng hơn bắt được vàng bạc. Cô có khỏe không? Có ăn được nhiều cơm không? Cảm ơn anh, tôi vẫn khỏe. Lâu quá mới gặp anh, tôi mừng lắm. Tôi không biết là nên cảm ơn hay oán trách ông trời tạo ra buổi tương hội như vậy. Buổi sum họp sau khi thời gian hào phóng ban cho chúng ta những sợi tóc đã ngã màu mây. Nguyệt à, dầu thời son trẻ đã qua, nhưng nghĩa của tuổi xế chiều vẫn mặn mà thấm thiết. Hãy còn chứa đựng một tình cảm không phai mờ. Anh Vĩnh, cô Nguyệt. Dù sao ánh trăng vàng đêm rằm vẫn rực sáng hơn là, nhưng không thanh tú hiền diệu như trăng hạ cuối mùa. Từ dặm đường xa xôi gộp nhớ thương trở về vui với ai. Ngày xưa rẽ kia đôi đường, do ông trời sắm bài thử thách. Giờ mình gặp lại nhau, bao nỗi ưu tư cho vào lãng quên, xóa tan ưu tiền trong ngày chúng ta đoàn viên. Để mai sau này ta cùng sớt chia buồn vui. Đời người còn bao nhiêu, dành cho con không sớm chia cùng ai. Người đã vì tôi bao tháng ngày chờ trong mỏi mòn, ôm cố sâu bạc nhân mãi đầu. Có ích chi đâu, đời tôi không có yên vui, chỉ
toàn nỗi khổ. Dẫu cho thăng trầm hay nhiều đau thương, tôi vẫn cam tâm nguyện về cùng ai. Xin sớ Vĩnh ơi, tuổi xuân mình đã không đến được với nhau, chắc là do nơi duyên số. Mười mấy năm âm thầm chịu khổ, giờ vui sướng làm sao khi bạc tóc da môi. Đồng sinh tồn trời đất đã sinh ra, tuổi xuân chính đã qua, đừng mong gã hương biết lừa. Lời gì nghĩ không có điều gì khác, là sợ rẻ khinh cùng miệng thấy chê trước. Cô Nguyệt thường nói nam tục quyền không sao, chứ còn nữ tái giá thì vẫn có nhiều lời đàm tiếu. Cô Nguyệt à, chẳng lẽ đến bây giờ cô còn muốn nhắc lại cái câu ấy hay sao cô Nguyệt? Anh Vĩnh à, ngoài lý do ngoài xã hội còn có một nguyên nhân từ phía gia đình. Tôi không nói ra, chắc anh cũng rõ sự tình. Nhưng khó khăn chủ quan đang dần tháo gỡ, sao cô còn ngần ngại đổ lỗi cho sự già nua? Tôi đã rã rời chờ đợi bấy lâu nay, cành san hô trắng ngày nào đã phai mòn vì thời gian gội rửa. Cho tôi an tâm dù một lời hứa, để mình có nhau chung mái ấm gia đình. Mình đã trải qua yêu đương giây phút ban đầu vừa còn đây như xác thân cây heo rũ thân già rụng lá mùa thu, hãy xem như đôi mình chưa bao giờ gặp nhau. Phía trước sau lưng quá nhiều bổn phận, trách nhiệm hoàng giai không thể giữ riêng mình. Các cháu nay đã trưởng thành, cô nên dành cho mình những giờ phút riêng tư, để cho khoảng cách tâm hồn nối lại duyên tình gian dở từ ngày xưa. Anh chặt dạ bền lòng, chung tình, chung thủy. Thiệt, tôi cũng không biết tính sao. Mà anh có dò ý tụi nó chưa? Con tán thành lời của chú Vĩnh. Con cũng vậy, xin đưa hai tay thuận tình luôn. Con nữa, con cũng không ngoại lệ, con nhất trí 100%. Đó, ý của các cháu đã rõ. Không lẽ cô cứ tìm cách tránh né mãi hay sao? Má, xin má tha lỗi cho con, đã gây ra cho má và chú Vĩnh nỗi mất mát quá lớn. Lòng ích kỷ vô lý của con đã giết chết ngần mấy năm xuân trẻ của má, làm cho má đau khổ,
làm chú Vĩnh buồn tuổi ra đi. Con đã gây xáo trộn, tổn thương tình cảm của mọi người. Con không xứng đáng là con, là vợ, là một thành viên trong gia đình giàu lòng nhân ái. Liễu à, má đã hiểu và cảm thông nỗi niềm giằng xé trong lòng con. Con đang trả giá cho lời nói, việc làm của mình bằng sự dằn vặt khôn nguôi, bằng cả những giọt nước mắt ân hận. Dù sao, mọi việc cũng đã qua rồi. Má và chú Vĩnh cũng không thể nào đi ngược về thời xuân xanh được. Làm con mà, đứa nào cũng sợ đánh mất tình thương của mẹ. Đó là điều tất nhiên. Má hoàn toàn không trách phiền gì các con. Vì tình thương và lòng vị tha hiển nhiên sẵn có trong lòng của mỗi người mẹ. Má, trước khi vợ chồng con về bên ấy, cũng như chị Liễu, con đã thấy được sự hạn hẹp trước tấm lòng bao la nhân từ của má. Con nhận ra con còn bé vụng dại, như thở còn nằm trên tay sự hơi ấm và tình thương của má. Má à, xin má nhận nơi con lời tạ lỗi và không quên cầu chúc cho má hạnh phúc bên chú Vĩnh. Con chúc má hạnh phúc. Cô Nguyễn, đừng nói nữa anh à. Mỗi lời nói của anh lúc này chỉ làm tôi đau nhói, vì tôi không thể đáp tạ. Tôi không thể nào đáp tạ xứng đáng sự mòn mỏi đợi chờ của anh. Các con à, việc đến hay không, được hay mất giữa má và chú Vĩnh đã không còn quan trọng nữa. Sự băn khoăn trăn trở cũng là nỗi đau của má, của xã hội văn minh tốt đẹp chúng ta đang sống. Bên cạnh nhiều tâm hồn nhân ái rộng lượng, vẫn còn rơi rớt lại những quan niệm cổ xưa, lỗi thời trong việc chấp nối hôn nhân. Và cái rào cổ hủ ấy sẽ còn khép chặt biết bao nhiêu cuộc đời xuân xanh bất hạnh như má. Má, cô Nguyễn, tôi đã thấu hiểu vì sao trước đây cô không đến được với tôi. Sự trăn trở của cô còn lớn hơn tình thương yêu của tôi dành cho cô. Cô đã làm cho tôi kính phục. Cảm ơn, cảm ơn anh đã hiểu lòng tôi. Ông ban già, các con, từ nay về sau đối với chú Vĩnh như tấm lòng các con dành cho má vậy, nghe không? Dạ, chúng con hiểu. Các con của má. Chiều xuân nồng nàn đã trở về, rồi tình của mình vẫn nồng say. Thôi quên đi anh, đời vẫn thế, vẫn yêu, vẫn say, vẫn mộng mơ. Đường tình vẫn ngào ngạt hương hoa vàng, thơ ngây bên anh rất.